Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Điện Việt Nam. Hôm nay thì chính là ngày mở bán ra Oppo K3 và ở đây thì mình cũng đã mượn được một chiếc để có thể mở hộp ra để chia sẻ cho các bạn. Chiếc máy này ở thị trường Việt Nam sẽ có mức giá là 6.990.000 và chúng ta sẽ có khá nhiều phần quà như là 1.500 bạn đặt trước sẽ được tặng thêm sạc dự phòng này. Và nếu bạn thanh toán qua VNPay tại Thế Giới Di Động thì bạn sẽ được giảm giá thêm 300.000 nữa, tức là chiếc máy này nó sẽ chỉ còn loanh quanh khoảng tầm là 6.600.000 mà thôi. Vậy thì với mức giá như thế, chúng ta sẽ có những gì ở trong cái chiếc Oppo K3 này? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp để chia sẻ về nó nhé. Về chiếc máy này thì có lẽ là các bạn sẽ không còn quá lạ lẫm gì, bởi vì nó sẽ là một cái phiên bản khác, một cái tên gọi khác của Realme X. Chúng ta có thể nói rằng đây là Realme X phiên bản Oppo cũng được, vì nó gần như là giống như nhau. Đây thì sẽ là chiếc máy. Bên trong hộp phụ kiện thì chúng ta sẽ có thêm, đấy là một cái case bảo vệ này. Và chúng ta sẽ có case bằng nhựa, bên ngoài viền thì tất nhiên là bằng silicone để cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc là ốp nó vào. Bên dưới thì sẽ là sợi dây sạc USB-C hỗ trợ VOOC và cục sạc chúng ta sẽ là cục sạc VOOC hỗ trợ VOOC 3.0. Đấy là toàn bộ phụ kiện và cái hộp của nó thì thiết kế khá là giống hộp của Oppo Reno. Và đến với nhân vật chính chúng ta ở đây, đấy chính là chiếc Oppo K3. Thì các bạn sẽ thấy ở đây mình đang có phiên bản màu trắng. Ngoài ra thì ở thị trường Việt Nam cũng sẽ bán thêm cái phiên bản màu đen nữa. Nhưng mà do là mình đang quay ở trong điều kiện hơi tối nên là nếu quay màu đen thì sẽ rất khó để chúng ta thấy được những chi tiết về cụm camera, cũng như chi tiết về chữ ở đây. Và chúng ta vẫn sẽ có logo Oppo với cái nhận diện mới này. Chúng ta sẽ có design by Oppo. Bên trên đây sẽ là cụm camera kép độ phân giải là 16 megapixel, cho camera chính có độ f/1.7. Và chúng ta cũng sẽ có camera phụ để đo độ sâu trường ảnh, mang lại những cái chế độ về chụp hình xóa phông ngon hơn. Về phần mặt lưng của nó thì mình thấy cái thiết kế mặt lưng của chiếc máy này nó khá giống mặt lưng của chiếc Oppo Reno, nhưng mà các bạn lưu ý là phần camera này sẽ không được nằm phẳng mà nó sẽ hơi nổi lên một tí, và chúng ta cũng sẽ có đề đèn flash. Và mình cũng sẽ có một cái điểm mà mình rất thích ở trên cái mặt lưng này, đấy là nó được phủ lên một cái lớp chống vân, nó nhám không ra nhám, mà cái mặt lưng này nó bóng cũng không ra bóng, và khi các bạn nghiêng ở trên cái phần ánh sáng này thì cái mặt lưng của chúng ta nó cũng sẽ đổi sang màu sắc hơi ngả vàng ở bên trên, và bên dưới thì nó hơi ngả sang xanh. Nói chung là cái hiệu ứng đổi màu trên cái mặt lưng của chiếc máy này nó rất là tuyệt vời, rất là ngon. Nhưng bạn lưu ý rằng là phần mặt lưng của chiếc máy này thì sẽ được làm từ nhựa mà thôi, phần khung viền cũng sẽ là nhựa giả kim. Quay ra với phần mặt trước đi, thì đây cũng sẽ là cái điểm nhấn của chiếc Oppo K3 khi mà nó vẫn sẽ được sở hữu cái thiết kế gần như là không có khiếm khuyết gì. Màn hình tràn toàn bộ xung quanh, mặc dù là phần bên viền bên dưới thì nó hơi dày một chút, nhưng không sao, nói chung giờ tầm giá này chúng ta có thiết kế màn hình như này đã là ngon rồi. Và để đạt được điều này thì Oppo K3 cũng sẽ được áp dụng lên đây, đấy là thiết kế camera pop-up. Các bạn mở lên thì chúng ta sẽ có đây là camera trước với độ phân giải 16 megapixel. À, thò lên thụt xuống, cái cơ chế của nó cũng khá giống cái chiếc Oppo F11 mà thôi, nhưng có cái là cái camera thì nó sẽ được đặt ở chính giữa, nó cân đối hơn thay vì việc là đặt ở cạnh một bên. Với cái chiếc Oppo K3 này thì tất cả những chế độ chụp hình của nó thì cũng giống như trên F11 đang có, chúng ta cũng sẽ có ở đây, đấy là chỉnh tay thủ công này để giúp cho các bạn có những bức hình kiểu chụp ảnh phơi sáng các thứ. Và phần màn hình của nó thì chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 6.50, tấm này là AMOLED, mang lại cho các bạn những trải nghiệm màu sắc tuyệt vời hơn, độ tương phản cao, màu đen sâu. Nói chung rằng là nếu như các bạn nhìn vào màn hình của chiếc máy này thì nó sẽ đẹp hơn khá nhiều so với màn hình của người đàn anh của nó, đấy là chiếc Oppo F11, F11 Pro. Những bạn nào mà đã mua F11, F11 Pro trước đó rồi thì mình sẽ nghĩ rằng là các bạn sẽ hơi đáng tiếc một chút. Về phần cấu hình của nó thì cũng sẽ nhỉnh hơn khá nhiều so với bộ đôi F11, F11 Pro đã ra mắt trước đó. Chúng ta sẽ có là con chip Snapdragon 710, chúng ta có 6GB và chúng ta có 64GB nhớ trong. Và ở bên trong đây thì mình sẽ đi vào phần cài đặt giới thiệu điện thoại cho các bạn. Thì chúng ta sẽ có Oppo K3 và đây lõi 8 Snapdragon 710, tất cả những thông số về chip, RAM các thứ, và chúng ta có phiên bản Android, đấy là 9 phiên bản ColorOS V6.0 gần như là mới nhất rồi, chỉ chờ có Android Q, Android 10 nữa thôi. Viên pin trên chiếc Oppo K3 này sẽ có dung lượng là 3765 mAh, tức là nó tương đương với viên pin đang có chiếc Oppo Reno. Điều này đồng nghĩa với việc là trước đấy mình đã sử dụng Oppo Reno và mình sử dụng thoải mái trong vòng một ngày, thậm chí là tới tối ngày hôm đấy mình test thì nó vẫn còn khoảng tầm 21 cho tới 25%, mình nhớ không kỹ cho lắm. Thì mình tin rằng là cái chiếc máy Oppo K3 cũng sẽ mang lại cho bạn một thời lượng sử dụng pin là tuyệt vời, ấn tượng tương tự như chiếc Oppo Reno. Chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0 nên các bạn cũng sẽ không cần phải lo lắng về cái khoảng thời gian để sạc đầy sản phẩm này. Và trên đấy là video mình trên tay chia sẻ với các bạn về chiếc Oppo K3, một sản phẩm mới ra mắt và hôm nay chính thức được bán ra tại Thế Giới Di Động. Các bạn thấy sao về Oppo K3? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn còn thấy video đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.